Chào các bạn đến kênh Lời Sự Sống Đạo Tin Lành, kênh đăng các bài giảng của các mục sư được ơn, được sự sức dầu sứ điệp dạy dỗ từ Đức Chúa Trời. Cảm ơn Chúa, chúng ta có thời giờ để ca ngợi Chúa, và anh chị em cũng có cơ hội để chúng ta có thể cảm tạ Chúa. Ở dưới cái dòng bình luận, anh chị em có thể làm chứng lại, vắn tắt một vài lời thế nào anh chị em kinh nghiệm được Chúa chữa lành, Chúa ban phước, Chúa Ngài dạy dỗ, Ngài cho chúng ta kinh nghiệm được Ngài như thế nào. Hãy bày tỏ ra để tạ ơn Chúa và cũng để khích lệ các anh chị em của chúng ta là những người có thể đã nghe, đã cùng với chúng ta cầu nguyện và Chúa Ngài đáp lời. Bây giờ chúng ta cũng cần cho họ biết Chúa đã đáp lời cầu nguyện của anh chị em của lớp học Kinh Thánh của chúng ta như thế nào, để ai nấy đều được phước hạnh của Chúa và được nâng đỡ ở trong ơn của Chúa. Cảm ơn Chúa vì thời giờ mà chúng ta có được. Chúng ta đang đeo đuổi loạt bài Bước Đi Trong Thánh Linh để chúng ta được trang bị cách để chúng ta có thể bước đi theo Thánh Linh. Vì lời của Chúa cho chúng ta biết, như chúng ta đã xây dựng từ bài đầu tiên, chúng ta luôn có con người cũ của chúng ta, là xác thịt của chúng ta, là bản ngã của chúng ta, luôn luôn tranh chiến, luôn luôn muốn cướp tay lái và muốn ngồi ở trên ngôi cai trị của tấm lòng của chúng ta. Trong khi lời của Chúa cho chúng ta biết rằng chúng ta phải để Đức Thánh Linh Ngài dẫn dắt. Còn bằng không chúng ta sẽ để cho xác thịt dẫn dắt chúng ta. Lời của Chúa ở trong thư Galati chương 5, từ câu 16 cho đến câu số 21 ghi lại cho chúng ta. Vậy tôi nói, hãy bước đi theo Thánh Linh, đừng thỏa mãn những dục vọng của xác thịt. Vì xác thịt có những dục vọng trái ngược với Thánh Linh, và Thánh Linh có những ước muốn trái ngược với xác thịt. Hai bên đối nghịch nhau như vậy, nên anh em không làm được điều mình muốn. Nhưng nếu anh em được Thánh Linh dẫn dắt thì chẳng ở dưới luật pháp đâu. Công việc của xác thịt thật rõ ràng, đó là gian dâm, ô uế, buông tuồng, thờ hình tượng, phù phép, thù oán, gây gỗ, ghen ghét, giận dữ, ích kỷ, bất bình, phe đảng, ganh tị, sai xưa, chè chén và những việc tương tự khác. Tôi cảnh cáo anh em như tôi đã từng cảnh cáo, những ai làm việc như thế sẽ không được hưởng vương quốc của Đức Chúa Trời. Tại đây cho chúng ta thấy vương quốc của Chúa mà Chúa Ngài đã hứa ban cho chúng ta cập theo trong sự cứu rỗi. Và Chúa Ngài muốn chúng ta có thể hưởng được một cách trọn vẹn bằng cách là chúng ta bước đi trong sự dẫn dắt của Chúa Thánh Linh, hay là bước theo Thánh Linh. Như vậy chúng ta thấy rằng để chúng ta có một đời sống mạnh mẽ, phước hạnh và tốt đẹp để chúng ta có thể cho ra. Một trong những hình ảnh mà xin Chúa Ngài giúp đỡ để chúng ta được nhắc nhở, đó là Chúa muốn chúng ta đi ra môn đệ hóa những người mà chúng ta sẽ hướng dẫn họ tin Chúa, rồi chúng ta đào tạo họ trở nên môn đồ của Chúa. Hay nói khác, Chúa Ngài muốn chúng ta nhân lên gấp đôi, gấp ba, gấp trăm lần hơn những người giống như chúng ta. Và đây là điều mà chúng ta cần phải thấy được trách nhiệm để chúng ta có thể đặt câu hỏi là hiện tại cuộc sống của tôi có xứng đáng để nhân gấp trăm lần hơn trên những cuộc đời mà Chúa Ngài cho tôi có cơ hội để tiếp xúc hay là không? Và rất là quan trọng để chúng ta hiểu được điều đó. Ở trong bước đường đi theo Chúa của chúng ta, lãnh đạo ở trong vương quốc của Đức Chúa Trời, là chúng ta chỉ một bước đi sau người phía trước của chúng ta. Và đầu đàn là Đức Chúa Giêsu Christ. Rồi những người đi trước là những người bám theo dấu chân của Chúa. Và chúng ta mỗi người, chúng ta cũng xếp hàng và chúng ta đi theo. Và một khi chúng ta đi một hàng dọc thẳng theo như Chúa Ngài đã định, chúng ta bước đi ở trong ơn của Chúa. Như sứ đồ Phaolô nói là anh em hãy bắt chước tôi như tôi bắt chước Đấng Christ. Ông bước theo Chúa rồi ông kêu gọi các anh em ở trong hội thánh của Chúa bước theo ông. Dĩ nhiên cái vế đầu của câu này rất là quan trọng. Và chúng ta thấy rằng hãy bước theo tôi như tôi bước theo Đấng Christ. Đây là việc mà chúng ta cần nhớ. Như vậy, việc bước đi ở trong Thánh Linh là điều hết sức là quan trọng. Bởi vì chúng ta phải bày tỏ được bước đi trong Đức Thánh Linh sẽ đem lại những phước hạnh mà chúng ta đã học ở trong bài đầu tiên. Thế nào chúng ta có thể liên tục được sự hướng dẫn của Đức Thánh Linh để chúng ta có thể bước đi trong Thánh Linh là điều mà chúng ta cần học, chia sẻ những kinh nghiệm và giúp đỡ cho nhau. Đây là điều mà tôi tin rằng hội thánh của Chúa, chúng ta là những người con thật của Chúa, mới tin Chúa, chúng ta muốn có một cái cuộc sống để chúng ta đi theo Chúa Thánh Linh, sự dẫn dắt của Ngài,
thể hiện bông trái của Ngài trong cuộc đời của chúng ta, để thế nhân đang quan sát chúng ta, những người tin Chúa sau chúng ta, họ có thể thấy một gương sáng, họ có thể học được từ nơi chúng ta. Vì cách mà Đức Giê-xu Ngài đào tạo môn đồ, đó là Ngài dạy bằng gương, Ngài dạy bằng những mẫu mực mà chính Ngài đã sống ở giữa các môn đồ của Chúa. Ngài dạy họ cầu nguyện, vì Chúa Giê-xu là đấng cầu nguyện. Ngài dạy họ đi ra để rao giảng tin lành của nước trời, để chữa lành những người đau ốm, để trị quỷ, để khiến sống kẻ chết. Chúa Giê-xu đi trước và Ngài đã thực hiện điều này. Rồi Ngài huấn luyện dạy dỗ qua gương của Ngài để các môn đệ của Chúa cũng sẽ làm theo. Và anh chị em bước đi ở trong ơn của Chúa, nó đem lại lợi ích cả hai mặt. Đó là đời sống cá nhân của chúng ta được phước và thể hiện ra trong ơn của Chúa, để chúng ta có thể làm gương cho những người đi sau, và chính chúng ta cũng sẽ được Chúa Ngài ban phước để chúng ta được phước ở trong ơn của Chúa. Chúng ta có thể được Đức Thánh Linh hướng dẫn ở trong đời sống của chúng ta luôn luôn. 24 tiếng đồng hồ trong ngày, 7 ngày trong tuần, Đức Thánh Linh Ngài là đấng sẵn sàng để dẫn dắt chúng ta. Chúa Giê-xu đã sai Đức Thánh Linh đến, Ngài đã đổ Đức Thánh Linh ra như điều Cha hứa, để Đức Thánh Linh có thể ở với chúng ta đời đời. Ngài là đấng dạy dỗ chúng ta, Ngài là đấng nhắc nhở chúng ta, Ngài là đấng làm sáng danh Đức Giê-xu trong đời sống của chúng ta ở trong ơn của Ngài. Cho nên chị em thấy rằng công việc của Chúa thì Ngài đã sắp đặt và kế hoạch là chúng ta có một sự giúp đỡ liên tục, có một sự dẫn dắt liên tục từ nơi Thánh Linh của Chúa. Ngài sẵn sàng hướng dẫn. Nhưng mà nan đề đó là Ngài chỉ có thể hướng dẫn những người bằng lòng, những người chọn đi trong sự dẫn dắt của Ngài. Tối hôm nay tôi chia sẻ với anh chị em 5 bước mà cá nhân tôi kinh nghiệm, chia sẻ với anh chị em như là những cái kiểu mẫu mà chúng ta thấy được trong lời của Chúa, mà tôi đã áp dụng ở trong đời sống của mình và thấy nó có kết quả. Muốn chia sẻ lời với anh chị em để anh chị em có thể được trang bị, và chúng ta sẽ gia tăng số người bước đi theo Đức Thánh Linh, bước đi một cách đúng đắn và thấy được những phước hạnh tuôn đổ trên đời sống của chúng ta và tràn ra cho những người lân cận. Xin Chúa Ngài ban phước trên chúng ta để chúng ta sẽ nắm bắt được những điều này ở trong ơn của Chúa. Cho tôi hỏi anh chị em một câu hỏi. Nó bắt đầu từ thì giờ đầu tiên của ngày của chúng ta. Đó là tôi xin hỏi điều đầu tiên mà bạn nghĩ đến khi thức dậy vào buổi sáng là gì? Như tôi đã chia sẻ với anh chị em, cá nhân tôi thì đã chọn làm điều này hơn 40 năm mà Chúa Ngài cho tôi bước đi với Chúa. Và nhất là từ lúc kinh nghiệm được bắt tem trong Đức Thánh Linh cho đến bây giờ. Trước khi tôi bước ra khỏi giường, thì điều đầu tiên mà tôi làm, tôi nói với Chúa Thánh Linh là Chúa, bắt đầu một ngày mới, con xin dâng trọn thân thể của con, đời sống của con để Chúa đầy dạy. Xin đầy dạy trong con nhường đời sống của mình cho Chúa Ngài kiểm soát. Thì cái ngày của tôi bắt đầu với Chúa. Có đệ tử của Chúa đã viết quyển sách Chào Đức Thánh Linh buổi sáng. Một mục sư Ngô Tấn Sĩ viết một bài hát Chào Đức Thánh Linh buổi sáng. Đây là một công việc mà tôi tin rằng những người kinh nghiệm Chúa đã chọn bước đi. Và kết quả đó là Chúa Thánh Linh Ngài nắm quyền pháp lý, vì chúng ta dâng cho Chúa ngày hôm đó, chúng ta nhường cho Chúa để Chúa Ngài kiểm soát, thì chúng ta sẽ thấy Chúa Ngài tự do hành động ở trong chúng ta và trên đời sống của chúng ta. Cho nên anh chị em hãy nghĩ đến Chúa trước nhất. Bởi vì thường chúng ta có thể, khi chúng ta mở mắt ra, chúng ta nghĩ đến một cốc cà phê, chúng ta có thể nghĩ đến ô cảm ơn Chúa vì Chúa cho cái giường của mình nó tốt quá, mình có một giấc ngủ thật là sảng khoái, thật là thoải mái. Hay là chúng ta có một bảng liệt kê của những việc cần làm, nó chạy ở trong tâm trí của chúng ta. Mình phải thức dậy để thực hiện những công việc này. Anh chị em, mỗi quyết định và bước đi của chúng ta mỗi ngày được thúc đẩy bởi một điều gì đó. Có người thức dậy thì cái bụng cồn cào, thì nó đòi phải đi ăn. Trong khi đó chúng ta có ý định là chúng ta sẽ dành thời giờ đầu tiên để chúng ta tương giao với Chúa, dâng cho Chúa ngày đầu tiên, thời giờ đầu tiên của ngày của mình. Nhưng mà chúng ta thấy cái thể xác của chúng ta nó có thể đòi hỏi mà chúng ta chiều theo nó, và cái bụng đang đói, đang cồn cào, nó điều khiển chúng ta trong những giờ đầu tiên đó.
rồi các trách nhiệm khác ở trong đời sống của chúng ta có thể bị lôi cuốn vào. Hay là chúng ta phải thức dậy và nhanh chóng để chuẩn bị ra khỏi nhà sớm để chúng ta đi làm kẻo trễ. Vì chúng ta không quản lý thời giờ của mình một cách tốt đẹp. Tối đêm trước chúng ta có thể thức quá khuya, chúng ta làm những công việc mà chúng ta không để ý đến, nó ảnh hưởng đến cuộc đời của chúng ta và ngày hôm sau của chúng ta. Nó làm cho nhiều người trong chúng ta có thể đã đánh mất những cái cuộc hẹn với Đức Chúa Trời. Chúng ta hứa với Chúa rằng con sẽ dành thời giờ để gặp Chúa cái sự đầu tiên trong ngày của con. Nhưng mà chúng ta đã làm những quyết định thiếu khôn ngoan của ngày hôm trước, của đêm hôm trước. Và rồi chúng ta đánh mất, chúng ta lần lửa. Rồi chúng ta lại phải xin lỗi Chúa vì hôm nay con đã trễ hẹn với Chúa, hay là con đã đánh mất cái cuộc hẹn với Chúa. Anh chị em, rõ ràng chúng ta thấy cái ngày của chúng ta sẽ được quyết định bởi một trong hai động lực: xác thịt hay là thánh linh của Chúa. Mình xin Chúa nghe cho để chúng ta nhận biết điều đó, để chúng ta sẽ có một kỷ luật. Ở trong tiếng Anh khi nói đến cái chữ discipleship, disciple, nó ra từ gốc chữ disciple là môn đồ, discipleship là môn đồ hóa hay là môn đệ hóa. Thì nó ra từ gốc chữ discipline. Trong tiếng Anh chữ discipline có nghĩa là kỷ luật. Một người môn đồ là một người có một lối sống kỷ luật. Một người muốn môn đồ hóa cho người khác thì chúng ta cũng phải có những kỷ luật cần có ở trong đời sống của chúng ta. Cho nên em chúng ta phải có những quyết định thật là tốt, làm những quyết định tốt ở trong đời sống của chúng ta. Để rồi những quyết định này, một chuỗi của những quyết định này, nó sẽ làm nên tương lai của chúng ta. Và đặc biệt trong lĩnh vực chọn bước đi trong Đức Thánh Linh, chúng ta cần đến với Chúa và nhau cái thời giờ đầu tiên của Ngài đó cho Chúa. Như là Chúa ngày dạy chúng ta, thì chúng ta sẽ kinh nghiệm được sự dẫn dắt của Chúa vì chúng ta tôn trọng Ngài. Nhớ Đức Thánh Linh, Ngài chờ đợi chúng ta, nhường quyền kiểm soát để Chúa Ngài kiểm soát, Ngài chi phối đời sống của chúng ta. Rất là quan trọng để chúng ta nhớ điều này. Chúa không ngang nhiên bước vào, Ngài chọn chờ đợi chúng ta, nhường tay lái. Ngài chọn chờ chúng ta để chúng ta quyết định là chúng ta bước đi theo sự dẫn dắt của Ngài, hay là chúng ta chọn bước đi theo xác thịt của chúng ta. Khuôn mẫu và điều tự nhiên phải làm là gì? Như tôi chia sẻ với anh chị em, chúng ta hoặc là để con người xác thịt kiểm soát, hay là chúng ta để Đức Thánh Linh kiểm soát. Con người xác thịt thì chúng ta thấy rằng nó rất là ồn ào, và nó có nhiều đòi hỏi lắm. Nó thích đi theo cách riêng của mình, và nó chắc chắn không dễ dàng từ bỏ cái quyền điều khiển. Đó là lý do mà chúng ta chạy cái cuộc đua này. Chúng ta cần thắng được con người của mình, để chúng ta có thể nhường đời sống của chúng ta cho Chúa Ngài kiểm soát, hơn là chính chúng ta tự điều khiển lấy cuộc đời của chúng ta. Nếu cuộc đời của chúng ta là một quyển sách, thì những chương mà chúng ta đã viết khi chúng ta không có sự hướng dẫn Đức Thánh Linh, chúng ta thấy những chương đó thật là xấu. Và chúng ta đã từng đến với Đức Chúa Giê-xu và xin Ngài xé bỏ những chương sách đó trong cuộc đời chúng ta và bắt đầu lại bằng những chương sách mới. Nhưng mà nếu chúng ta tiếp tục để cho con người xác thịt dẫn dắt chúng ta, thì chúng ta sẽ lại viết lên những trang sách mà chúng ta thấy rằng nó sẽ không thể là điều phước hạnh như Chúa Ngài đã định bao giờ. Cho nên chúng ta bắt đầu cuộc đời của chúng ta trong sự dẫn dắt Đức Thánh Linh, để chúng ta để Chúa Ngài viết nên câu chuyện của Ngài, công việc của Ngài trên cuộc đời của chúng ta một cách tốt đẹp. Nếu chúng ta muốn một cái kết quả khác hơn những kết quả mà chúng ta đã nhận được ở trong những ngày qua, thì chúng ta phải làm những công việc khác hơn những công việc mà chúng ta đã từng làm. Người Mỹ có một cái câu định nghĩa của một người quản trị là chúng ta cứ làm đi làm lại cùng một công việc mà đòi hỏi một kết quả khác nhau. Chúng ta đã từng bước đi trong xác thịt và chúng ta đã thấy cuộc đời của chúng ta không vui chút nào. Bây giờ chúng ta có cơ hội để có Đức Thánh Linh Ngài dẫn dắt chúng ta. Ngài là thần linh của Đức Chúa Trời. Ngài là Đức Chúa Trời trong thể thần linh. Ngài đến và Ngài sẵn sàng dẫn dắt chúng ta, ban quyền năng, hướng dẫn chúng ta. Cho nên hãy chọn để Chúa Ngài kiểm soát hơn là xác thịt kiểm soát chúng ta. Chúng ta có thể cố ý để đời sống của chúng ta là được Đức Thánh Linh Ngài dẫn dắt. Nhưng nếu những công việc của chúng ta mà chúng ta không làm khác hơn những ngày mà chúng ta đã từng đi theo xác thịt, thì chúng ta thấy rằng cái ước muốn đó của chúng ta và cái sự thật ở trong đời sống của chúng ta luôn luôn có một khoảng trống.
Và bài học này tôi muốn chia sẻ để giúp đỡ anh chị em là chúng ta sẽ xóa đi cái khoảng cách đó giữa những điều chúng ta ao ước và những điều thật sự xảy ra trong đời sống của chúng ta. Hầu cho chúng ta thấy những ước mơ của chúng ta trong sự dẫn dắt của Chúa, bởi chúng ta nhường đời sống của mình cho Chúa, Ngài kiểm soát, chúng ta sẽ thấy được kết quả đúng như điều chúng ta ao ước. Cảm ơn Chúa vì chúng ta tin rằng khi đời sống của chúng ta mà nằm ở dưới quyền kiểm soát của Chúa Thánh Linh, Ngài dẫn dắt chúng ta, thì chúng ta sẽ được Đức Thánh Linh Ngài đưa chúng ta vào những cấp độ cao hơn trong cuộc sống của chúng ta. Nơi mà chiến thắng là chúng ta có thể thấy được thường xuyên trong đời sống của chúng ta. Nơi mà chúng ta thấy chân lý của Chúa được bày tỏ và luôn kết quả trong đời sống của chúng ta. Nơi mà chúng ta có thể bước đi trong Thánh Linh và được Thánh Linh dẫn dắt 24 tiếng đồng hồ trong ngày, 7 ngày trong tuần. Tại sao tôi nói 24? Vì tôi chia sẻ với anh chị em thêm một điều nữa mà tôi thực hiện ở trong đời sống của mình luôn. Đó là tôi trước khi nhắm mắt ngủ, tôi nói với Chúa và xin Chúa Ngài là Chúa xin tiếp tục dạy dỗ dẫn dắt con luôn ở trong giấc ngủ. Vì thể xác của con ngủ, nhưng mà con chọn tâm linh của con thức, con người tâm linh của con thức để lắng nghe sự dẫn dắt của Ngài. Vì chúng ta biết rằng Chúa Ngài có thể tiếp tục phán với chúng ta. Sách Gióp nhắc chúng ta là ban ngày Đức Chúa Trời có thể đến với một người và Ngài phán với người đó một lần hai lần, nhưng người không chịu nghe, hay là bận rộn và không nghe được tiếng phán của Chúa. Thì trong giấc mơ thì Đức Chúa Trời Ngài đến và Ngài phán, rồi Ngài niêm phong lời của Ngài phán vào trong tấm lòng của người đó, để khi người này thức dậy thì có thể cứu linh hồn của mình khỏi sự chết, khỏi cái quyệt. Như vậy thì Chúa Ngài có cách, có thêm một cách nữa để Ngài có thể phán với chúng ta qua chiêm bao, qua khải tượng, qua sự hiện thấy. Thì khi chúng ta nhường đời sống của mình, vì tôi đi đến một thế sự nhận biết là mấy tiếng đồng hồ mà tôi ngủ đó, thì Chúa Ngài có thể dạy dỗ tôi một cách liên tục khi tôi chọn để Chúa Ngài làm công việc đó. Vì đọc lời của Chúa chúng ta thấy có những thứ sự hiện ra của Chúa trong chiêm bao với những con người và họ đã nhận được sự dẫn dắt từ nơi Chúa. Luôn cả trong câu chuyện, Chúa Ngài đến với vua Salomon khi ông mới được cái vị trí lên ngôi để làm vua cai trị dân sự của Chúa. Thì ở trong chiêm bao, Chúa Ngài đến với ông và Ngài hỏi ông ước mơ Chúa Ngài ban cho ông điều gì. Cũng ở trong giấc mơ, Salomon đã xin Chúa cho ông sự khôn ngoan. Rồi cũng trong giấc mơ, chúng ta thấy Chúa Ngài đã phán với Salomon là bởi vì ông không xin sự giàu có, quyền năng của quân đội, nhưng mà ông xin sự khôn ngoan từ nơi Chúa, cho nên Chúa Ngài ban cho ông sự khôn ngoan và Chúa Ngài cũng ban cho ông tất cả những điều mà cần thiết để ông có thể làm vị vua, cai trị dân sự của Chúa như ông ước mơ. Anh chị em, chúng ta có thể tin chắc rằng Chúa Thánh Linh Ngài sẽ dẫn dắt chúng ta 24 tiếng đồng hồ trong ngày, 7 ngày trong tuần, miễn là chúng ta làm những công việc sẵn sàng và đón nhận cũng như ghép cuộc đời của chúng ta vào trong vị trí để Đức Thánh Linh có thể phán và chúng ta có thể nghe được tiếng phán của Ngài. Xin Chúa ban phước để chúng ta nhận biết được điều đó. Bước đi theo Đức Thánh Linh thật ra không khó như nhiều người nghĩ, nhưng mà nó khó ở cái chỗ đó là chúng ta chưa nhận biết có một cái lực ngăn trở ở trong con người của chúng ta cho đến khi nó bị bắt phục, tức là bản ngã, tức là xác thịt của chúng ta đó, thì chúng ta sẽ nhường cho Đức Thánh Linh. Và khi chúng ta sử dụng những cái phước hạnh mà Chúa Ngài dành ban, chúng ta sẽ có một đời sống bước đi theo Thánh Linh của Chúa một cách tốt đẹp càng hơn mỗi ngày. Cảm ơn Chúa. Chúa Ngài muốn đời sống của chúng ta tràn đầy phước hạnh từ nơi Chúa. Đức Thánh Linh của Đức Chúa Trời đang ở trong chúng ta ngay bây giờ. Cảm ơn Chúa. Anh chị em, có thể bạn không nhận biết được điều này, nhưng mà Chúa Thánh Linh đang ở trong chúng ta. Từ ngày chúng ta mời Chúa Giê-xu làm cứu Chúa và là chủ đời sống của chúng ta, khi chúng ta kinh nghiệm sự cứu rỗi, thì Thánh Linh của Chúa đã được sai đến. Ngài đến ở trong chúng ta, Ngài đang ở trong chúng ta. Thân thể của chúng ta bây giờ là đền thờ của Chúa, nơi Chúa ngự. Thánh Linh của Chúa đang ở trong chúng ta. Và điều mà tôi muốn nhắc nhở anh chị em tại đây rằng Ngài rất muốn phán dạy, dẫn dắt chúng ta. Vì Chúa Giê-xu đã báo trước điều đó. Chúa dành hai chương của Phúc Âm Giăng chương 14 và 16 để dạy cho chúng ta biết cái công tác của Đức Thánh Linh khi Đức Thánh Linh Ngài đến. Rất là cần thiết, cho nên Chúa Ngài ban cho chúng ta Thánh Linh của Ngài. Và Chúa Ngài còn nói với các môn đệ của Ngài, đó là Ngài đi về cùng với Chúa Cha, Ngài về trời. Đó là điều lợi ích cho các môn đệ của Chúa. Vì nếu Ngài không đi, thì Đức Thánh Linh không được sai phái đến.
Ôi thật là tuyệt vời để chúng ta nhớ điều đó, hầu cho chúng ta nhận biết Chúa Ngài muốn phán dạy chúng ta luôn luôn. Công việc của chúng ta là xin Chúa Ngài cho chúng ta nghe được và nhận được sự dẫn dắt từ nơi Chúa. Bởi vì Chúa Ngài muốn dẫn chúng ta đi vào ở trong một cuộc sống tự do và phước hạnh. Đức Chúa Trời muốn chúng ta hoạt động ở trong lĩnh vực của tâm linh, không phải trong thế giới tự nhiên này mà thôi, nhưng mà bởi vì đó là cách mà chúng ta sống và chúng ta ước mơ Chúa Ngài sẽ làm thành, Ngài sẽ ban phước trên đời sống của chúng ta. Đó là cách mà chúng ta có thể kinh nghiệm một cuộc sống đắc thắng ở trong ơn của Chúa, bằng cách bước đi trong thánh linh. Nếu chúng ta cảm thấy chán nản và thất bại và phẩm chất của cuộc sống của chúng ta biết rằng có được Chúa hứa là tốt hơn rất nhiều so với lại cuộc sống mà chúng ta để Chúa bên ngoài cuộc sống của chúng ta. Như vậy, hãy bước vào để nhận sự dẫn dắt từ nơi Chúa và đời sống của chúng ta được kết quả trong ơn của Chúa. Và Chúa Ngài sẽ dắt chúng ta, đây là một cái phước hạnh khác nữa, Ngài sẽ dắt chúng ta đi từ vinh hiển sang vinh hiển. Đời sống của chúng ta sẽ bước đi trong ơn của Chúa. Trong gần 40 năm hầu việc Chúa, chúng tôi thấy điều này trong đời sống cá nhân của mình và nhiều anh chị em. Đó là cuộc sống của chúng ta nó trồi sụt, có lúc lên cao, như là chúng ta có thể được ở ngay bên cạnh Chúa, ngay ngôi ân phước của Ngài. Rồi có một lúc chúng ta lại thấy mình ở rất xa, rất thấp, và cái trồi sụt này nó cứ lên xuống trong đời sống của chúng ta. Nếu vẽ trên cái biểu đồ thì chúng ta thấy lên cao rồi xuống thấp, lên cao rồi xuống thấp. Trong khi đó thì Chúa Ngài muốn đời sống của chúng ta là đi từ vinh hiển sang vinh hiển, chúng ta đi từ mức độ này và tiếp tục tiến lên trong mức độ khác. Và khi hiểu được điều này, chúng tôi đã chọn và học bước đi theo sự dẫn dắt của Đức Thánh Linh để đời sống của mình quân bình và đời sống của mình vững chắc trong việc cứ tấn tới ở trong ơn của Chúa. Và cảm ơn Chúa, chúng ta càng được Đức Thánh Linh dẫn dắt chừng nào, chúng ta càng được hữu dụng ở trong tay của Chúa chừng đó. Cảm ơn Chúa. Bây giờ chúng ta đi vào 5 bước để giúp cho bạn học cách để bước đi theo Thánh Linh. Bước thứ nhất, đó là bước đi trong Thánh Linh bằng cách vứt bỏ những ngăn trở. Đây là những điều làm cho chúng ta gặp trở ngại. Hebrews chương 12 câu 1 nói: cho nên vì chúng ta được nhiều người chứng kiến vây quanh như đám mây rất lớn, chúng ta cũng nên vứt bỏ mọi gánh nặng và tội lỗi dễ vấn vương mà kiên trì theo đuổi cuộc đua đã bày ra cho chúng ta. Điển hình của một sân vận động của thế giới của nước La Mã ngày xưa, thì chúng ta thấy cái sân vận động này thì nó làm là cái hình tròn, và những người đi xem thì họ ngồi ở trên những cái bậc khác nhau, và chúng ta thấy rằng rất là đông người như là một đám mây rất là lớn vây chung quanh. Và tác giả của thư Hebrew cho chúng ta thấy hình ảnh là chúng ta mỗi người như là những cầu thủ, như là những người vận động viên, mà chúng ta sẽ chạy, chúng ta sẽ chơi trận đấu của chúng ta ở trước sự chứng kiến của đông người. Và hình ảnh của cuộc chạy đua tiếp sức ở tại đây cũng được thấy ở trong phần Kinh Thánh này. Đó là những người chạy trước chúng ta, những nhân chứng, những người chứng kiến này là những người đã chạy trước ở trong cuộc đua tiếp sức này. Họ đã chạy xong phần của họ, bây giờ họ đang quan sát chúng ta, đến phiên chúng ta. Chúng ta có thể chụp lấy cái gậy, cái baton đó, để chúng ta có thể tiếp tục chạy phần của mình. Và chúng ta ý đến đây, cho nên vì chúng ta được nhiều người chứng kiến vây quanh như đám mây rất lớn, chúng ta nên vứt bỏ mọi gánh nặng và tội lỗi dễ vấn vương mà kiên trì theo đuổi cuộc đua đã bày ra cho chúng ta. Chúng ta lưu ý câu này không nói rằng chúng ta nhẹ nhàng bỏ từng thứ một. Không, anh chị em ở đây, lời của Chúa nói rằng chúng ta phải vứt bỏ rất là dứt khoát và rất là trọn. Chúng ta thấy đó, như vậy. Có một hình ảnh để chúng ta có thể cùng suy nghĩ. Anh chị em có bao giờ chứng kiến cái cảnh một người vì một cái lý do nào đó, có thể là bất cẩn hay là không thấy, thì họ đã đạp chân nhầm ổ kiến lửa, hay là một người vì lý do nào đó đã đụng vào trong ổ ông dò vẽ, ông đất, thì họ làm gì anh chị em? Họ đứng đó và nói: ô, tôi lỡ đặt chân ở trên ổ kiến lửa. Không, chúng ta thấy rằng họ nhảy, họ phủi, họ làm đủ mọi cách để không để cho những con kiến lửa này nó cắn chân của họ. Có thể là họ đã trải nghiệm qua một lần rồi, hay là thấy những người
mà khi bị ổ kiếm lửa, những con kiếm nó bò lên chân của họ và cắn sưng cả chân. Hay là những con ong mà từng bị đánh, người ta nói rằng khi mà ong rời rễ mà nó đánh thì nhiều vết có thể làm cho nóng lạnh và có thể mất mạng được. Cho nên khi đụng đến kiếm lửa hay là ổ của ông rời rễ thì chúng ta thấy họ làm một công việc là dứt khoát, vứt bỏ, bỏ chạy hay là tránh xa. Vì cái đau đớn có thể xảy ra. Anh xem lời của Chúa tại đây nói rằng cho nên chúng ta cũng nên vứt bỏ mọi gánh nặng. Đây là những điều có thể làm cho chúng ta bị trì kéo. Đây là những gánh nặng ở trong đời sống của chúng ta. Đây là những tội lỗi mà chúng ta để ý đến tại đây và tội lỗi dễ vấn vương. Tội nó có thể làm cho chúng ta bị vấp chân, nó có thể trói chân chúng ta, nó có thể làm cho chúng ta chạy không được xa được. Ngày hôm nay chúng ta để ý Thế vận hội và chúng ta thấy có những người chạy marathon đường dài. Thì người ta nghiên cứu luôn cả cái việc là loại quần áo những người này mặc. Thì họ làm cái loại mỏng mà nhẹ nhất có thể có được. Để giảm bớt cái sức trì kéo. Họ cho người ta có thể chạy xa được. Một nguyên tắc mà chúng ta để ý đến là như vậy. Một hình ảnh mà tôi cũng đã từng chia sẻ với anh chị em. Có những cuộc chạy marathon. Có những thanh niên trong hội thánh. Con gái thứ nhì của tôi là Khánh An. Cũng đã chạy 3 lần. Chọn một cái gọi là full marathon. Thì chạy một cái đường rất là xa. Hơn 50 cây số. Và khi chạy như vậy thì có một cái điều mà cũng để giúp đỡ. Đó là có những cái tổ chức, có những công ty họ cũng để quảng cáo. Thì họ xếp những cái bàn dọc theo đường. Họ cho nước uống. Họ có thể họ cho những cái nón. Để nón kết đó để người ta có thể giảm bớt được cái nắng của ánh sáng mặt trời. Chúng ta thử hình dung có ai đó ham. Thế ô, tất cả những cái đời này là người ta cho miễn phí. Nước người ta cho uống miễn phí. Cho nên dừng lại là cứ tha hồ uống, uống hết ly này đến ly khác. Và cũng cầm theo mấy chai nữa. Hay là nón người ta cho thì cũng đổi lên 2-3 cái. Anh chị em không ai dạy như vậy. Vì họ biết rằng nếu mà họ làm như vậy là họ thêm cái sức nặng, cái gánh nặng. Trong cuộc đời đi theo Chúa của chúng ta, tội lỗi và những thứ ngăn trở. Lời của Chúa tại đây nó để chúng ta có thể chạy cuộc đua này, chúng ta cần phải vứt bỏ nó. Vứt bỏ. Bỏ nó đi cho chúng ta không nói ôi cái này, cái tội này bé bé xinh xinh, cái tội này không đến nỗi đâu. Thôi mình cứ giữ nó trong đời sống của mình. Chính điều đó làm ngăn trở. Vì thật ra trước mặt Đức Chúa Trời thì không có tội nào gọi là tội lớn, tội nhỏ. Tội là tội. Nguyện xin Chúa ngài giúp đỡ ở đây chúng ta sẽ dứt khoát. Như lời của Chúa ta đây, hãy vứt bỏ mọi gánh nặng và tội lỗi dễ vấn vương. Rồi làm gì? Tại đây chúng ta thấy có sự kiên trì theo đuổi cuộc đua đã bày ra cho chúng ta. Cảm ơn Chúa. Cái người mà đạp nhầm ổ kiến lửa, cái người mà lỡ đụng vào trong hay là vì một cái lý do nào đó ở trong cái chỗ mà ông rò rẽ nó bị vỡ tổ của nó đang bay ào ào chung quanh đầu của mình. Thì người đó không đứng đó mà nhẹ nhàng hay là chậm chạp, nhưng mà chúng ta thấy họ có một cái nỗ lực mạnh mẽ, quyết tâm để đuổi những con này ra hay là phủi những con kiến hay là tránh né những con ong này. Vì biết rằng ở đó thì mình sẽ gặp đau đớn. Xin Chúa ngài giúp đỡ để chúng ta thấy được ở trong tâm linh tội lỗi sẽ làm nên những đau khổ trong đời sống của chúng ta. Tội lỗi sẽ theo kịp chúng ta. Tội lỗi sẽ đem lại những cái nước mắt ở trong đời sống của chúng ta. Và hơn nữa nó sẽ ngăn trở chúng ta để chúng ta có thể nhận được sự dẫn dắt của Đức Thánh Linh. Cho nên cái bước đầu tiên mà chúng ta cần phải làm đó là chúng ta vứt bỏ những gánh nặng, vứt bỏ những hoạt động, những công việc ở trong đời sống của chúng ta, loại bỏ nó để chúng ta được nhẹ nhàng mà chúng ta bước đi với Chúa. Xin Chúa cho để chúng ta có sự khôn ngoan để chúng ta nhận biết cái nào nó là tiềm năng có thể đem lại những gánh nặng trì kéo chúng ta để chúng ta dứt khoát. Khi chúng ta thấy mình có vấp ngã thì hãy trỗi dậy, chạy đến với Chúa, ăn năn giải quyết để Chúa ngài lại phục hồi cái mối liên hệ của chúng ta với Chúa, thông công với Chúa, không còn bị ngăn cách nữa, nhưng mà chúng ta được kết nối lại với chính Chúa. Bước này là bước mà chúng ta có thể gặp phải và nó ngăn trở chúng ta
trong việc chúng ta có thể nghe được tiếng phán của Chúa, có thể bước đi trong sự dẫn dắt của Chúa. Ngăn trở là gì? Anh chị em cho tôi định nghĩa, nó làm bất cứ điều gì trái với lời của Chúa, đó là điều ngăn trở. Đó là lý do tại sao chúng ta thấy rằng Satan nó quyết tâm đeo bám tâm linh của chúng ta. Satan muốn làm cho chúng ta chậm lại, nó muốn ngăn cản chúng ta để chúng ta không bước vào trong phước hạnh mà Chúa Ngài đã định cho chúng ta. Và nó đã làm ngay từ buổi sáng thế ấy, khi biết rằng Đức Chúa Trời Ngài dựng nên loài người theo hình ảnh của Ngài, dựng nên giống như Ngài, đang quản trị loài cá biển, loài chim trời, mọi vật sống hành động trên mặt đất. Khi Đức Chúa Trời Ngài bày tỏ ra kế hoạch của Ngài và mục tiêu của Chúa khi Ngài dựng nên tạo vật mới này, Satan đã đem cái sự ghen ghét cũng như nó đã đổ trên tạo vật mới này. Nó không muốn cho Adam và Eva bước vào ở trong thiên mệnh, trong cái chương trình mà Chúa Ngài đã dựng nên ông bà. Cho nên nó đã cám dỗ để nó ngăn chặn, khiến cho ông bà không thể sống một cách trọn vẹn trong phước hạnh. Ngày hôm nay cám dỗ của Satan cũng giống như vậy. Nó tìm đủ mọi cách để nó ngăn trở chúng ta. Nó tìm đủ mọi cách để cám dỗ chúng ta phạm tội. Mà nếu nó không thành công được, nó sẽ khuấy động và tìm những con người khác để họ làm cho chúng ta bị tổn thương. Rồi chúng ta nếu không có sự khôn ngoan giải quyết thì cái tổn thương nó sẽ trở nên cay đắng. Cay đắng rễ nó mọc ra thì làm ô uế nhiều người và cuộc đời của chúng ta. Chúng ta thấy phước hạnh từ xa nhưng không đến được, cho đến chừng chúng ta ném bỏ, vứt bỏ những cái điều không đẹp lòng Chúa này. Ngăn trở có thể đó là tình dục bất khiết, là ham muốn xấu xa, là những sự tham lam. Nó có thể là tức giận, thịnh nộ, có cảm giác xấu và luôn có ý nghĩ xấu về những người khác, là chửi bới, là vu khống, là lạm dụng. Miệng luôn buông những lời tục tiểu và những lời nói đáng xấu hổ. Là ngoại tình, là tà dâm, là thờ hình tượng, là phù thủy, là hận thù, là xung đột, là đố kỵ, là giết người, là sai xưa và bất cứ những gì tương tự. Như lời của Chúa trong Colossae chương 3 câu 5 câu 6, vậy hãy giết chết những dục vọng trần tục trong như gian dâm, bất khiết, tình dục dâm đảng, ước muốn xấu xa và tham lam. Vì tham lam là một hình thức thờ hình tượng. Bởi những điều này cơn thịnh nộ của Đức Chúa Trời giáng trên những con không vâng phục. Và Galati chương 5 câu 19 đến 21 mà chúng ta đã được đọc lúc ban đầu. Công việc của xác thịt thật là rõ ràng, đó là gian dâm, ô uế, luôn tuồng, thờ hình tượng, phù phép, thù oán, gây gỗ, ghen ghét, giận dữ, ích kỷ, bất bình, phe đảng, ganh tị, sai xưa, chè chén và những việc tương tự khác. Đó là những công việc của xác thịt. Như vậy, làm thế nào để chúng ta có thể loại bỏ những ngăn trở này? Chúng ta học theo gương của Chúa Giêsu. Hebrew chương 12 câu 2 nói, hãy nhìn xem Đức Chúa Giêsu, đấng khởi nguyên và hoàn tất của đức tin, là đấng vì niềm vui đặt trước mặt mình, vui chịu thập tự giá, khinh điều sỉ nhục và hiện đang ngồi bên phải Ngài Đức Chúa Trời. Để chúng ta có thể thoát khỏi những điều đang làm cho chúng ta chậm bước và khiến cho chúng ta khó để có thể bước đi trong Thánh Linh, thì chúng ta cần phải vứt đi những điều này, những điều ngăn trở này. Hầu cho chúng ta thấy khi chúng ta bước đi ở trong Thánh Linh thì thế giới thiên nhiên tự nhiên phải trở nên nhỏ ở trong trái tim và tâm trí của chúng ta, trong khi những điều thuộc về Chúa ngày càng trở nên lớn hơn ở trong tấm lòng và tâm trí của chúng ta. Nhớ câu hỏi đầu tiên, ý tưởng đầu tiên trong ngày khi chúng ta mở mắt ra, thức dậy vào trong buổi sáng, chúng ta nghĩ đến cái gì trước? Nó cho thấy điều gì đang đầy ở trong tâm trí và tấm lòng của chúng ta. Nếu bạn có một thói quen tội lỗi trong đời sống, tức là điều gì đó bạn biết là không đẹp lòng Đức Chúa Trời, thì bây giờ là lúc mà chúng ta phải loại bỏ nhanh như cách mà người ta tránh xa kiến lửa và ông, để chúng ta có thể được Chúa Thánh Linh kiểm soát chúng ta hoàn toàn và dẫn dắt chúng ta. Có thể có một số thứ mà bạn xem ở trên truyền hình mà bạn đáng lý không nên xem, vì có thể chúng ta không có cố tình chạy ra để phạm những công việc của xác thịt ấy, nhưng mà chúng ta lại xem những cái phim ảnh đó, thì chúng ta thấy nó là những dục vọng trần tục, gian dâm, bất khiết, tình dục dâm đảng, ước muốn xấu xa và tham lam. Như Colossae chương 3 câu 5,
Hay là Galati, công việc của xác thịt rõ ràng lắm, đó là gian dâm, ô uế, buông tuồng, thờ hình tượng, phù phép, thù quán, gây gỗ, ghen ghét, giận dữ, ích kỷ, bất bình, phe đảng, ganh tị, sai xưa, chè chén và những công việc tương tự khác. Chúng ta không phạm, nhưng mà chúng ta có thể mở cửa cho cánh cửa của tâm trí của chúng ta bằng cách chúng ta xem những loại phim ảnh này. Anh chị em có bao giờ để ý là khi chúng ta đến nhóm lại với Hội Thánh ở trong ngày Chủ Nhật, tâm linh của chúng ta được phấn chấn. Chúng ta thấy gần Chúa và chúng ta thấy kinh nghiệm sự hiện diện của Ngài rất rõ ràng. Hay là đến những kỳ trại hay là đại hội, vì chúng ta có cái thời giờ biệt riêng ra với Chúa. Chúng ta cũng có thể thấy buổi sáng chúng ta có thể có cái giây phút tương giao với Chúa. Chúng ta thấy gần Chúa. Nhưng mà rồi chúng ta xem những cuốn phim, chúng ta dành thời giờ để chúng ta mở cửa và đãi những cái cho phép Hollywood và phim ảnh, nó đem những cái rác rến thuộc linh vào ở trong tâm lòng của chúng ta. Không bao lâu chúng ta có cảm giác nó có gì đó nó nhơ nhớp, nó có gì đó nó làm mất đi sự sức giàu của Chúa trong đời sống của chúng ta. Nên chúng ta cần để ý làm thế nào để chúng ta loại bỏ những ngăn trở đó. Chúng ta nhìn xem Chúa Giê-xu, Ngài vì niềm vui đặt trước mặt mình thì Ngài sẵn sàng vui chịu thập tự giá, tức là chúng ta có thể học theo gương của Chúa, chết với con người của bản ngã, khinh điều sỉ nhục. Dù người ta có mắng chúng ta là cù lần, không biết, đừng ông, không biết những cái thứ ăn chơi đó, thì chúng ta khinh những cái điều sỉ nhục đó. Người ta nghe mắng các chị em là những người tại sao thời buổi này không mà làm chuyện này chuyện kia, như là những người mà chúng ta tiếp xúc hàng ngày ở tại sở làm hay là những chỗ mà chúng ta cùng làm việc. Chịu, khinh những điều sỉ nhục. Bởi vì chúng ta chọn, tôi chọn sống theo điều mà Chúa Ngài đẹp lòng, sống một cuộc đời tin kính Chúa, để rồi phước hạnh của Chúa sẽ tuôn đổ ở trên cuộc đời của tôi, ở trong ơn của Chúa. Và anh chị em, một trong những điều mà chúng ta lúc cũng phải làm, đó là nói thành lời, công bố tôi không muốn nhận những điều đó. Khi sự cám dỗ đến, và chúng ta biết rằng nó đã đến một cái lúc mà nó có thể đem vào trong tâm trí của chúng ta, và chúng ta cưu mang nó, rồi cuối cùng tội lỗi sẽ sanh ra từ đó. Đúng lên mà chúng ta nói rằng tôi không nhận những điều đó, I'm not receive it. Rồi chúng ta tấn tới ở trong ơn của Chúa. Một trong những kỷ luật khác, đó là chúng ta cần phải kiểm soát tâm trí của chúng ta. Xem ma quỷ nó có xây dựng những cái ý tưởng, những cái đồn lũy của những ý tưởng ở trong tâm lòng của chúng ta là những ý tưởng nghịch lại cùng sự hiểu biết của Đức Chúa Trời. Nếu có, chúng ta phải bắt những ý tưởng đó. Tại sao mình nghĩ như vậy? Tại sao mình lại suy nghĩ như vậy về anh đó, chị đó? Tại sao mình suy nghĩ như vậy về Đức Chúa Trời? Bắt những ý tưởng đó ngay, càng sớm càng tốt anh chị em, giết nó từ trong trứng nước, để chúng ta có thể bước đi ở trong ơn của Chúa, trong phước hạnh. Đức Thánh Linh sẽ chỉ cho chúng ta. Và chúng ta cần phải làm công việc Ngài chỉ ra. Chúng ta ăn năn, chúng ta giải quyết. Ngài chỉ cho chúng ta. Khi chúng ta nhờ cậy Chúa, thì những cái lưỡi câu, những cái miếng mồi của ma quỷ nó câu nhử chúng ta thấy và chúng ta vứt bỏ, chúng ta gạt nó sang một bên và chúng ta cứ trực tiếp đến ở trước phước hạnh mà Chúa Ngài dành cho chúng ta, cuộc đua mà Chúa bày ra cho chúng ta. Chúng ta cứ tiếp tục chạy và chúng ta không để cho những điều nào cản bước chúng ta. Bước thứ hai, chị em, đó là bước đi trong Thánh Linh bằng cách chúng ta gieo trong Thánh Linh. Chữ gieo tại đây, danh từ của các xứ nông nghiệp chúng ta biết. Đó là chúng ta gieo ra cái gì, chúng ta sẽ gặt cái đó. Nếu chúng ta muốn ăn đậu xanh, thì chúng ta là có đậu xanh, thu hoạch đậu xanh, thì chúng ta phải gieo hạt đậu xanh. Nếu chúng ta muốn thu hoạch đậu phộng, chúng ta phải gieo hạt đậu phộng vào trong đất rẫy của chúng ta, thì chúng ta mới có thể thu hoạch được. Thu hoạch của một người trong cuộc sống sẽ phụ thuộc hoàn toàn vào những gì anh ta gieo. Nếu chúng ta muốn bước đi theo Thánh Linh, thì lời của Chúa dạy chúng ta trong Galati chương 6 câu số 8. Lẽ thật này, kẻ gieo cho xác thịt sẽ bởi xác thịt mà gặt lấy sự hư nát. Nhưng người gieo cho Thánh Linh sẽ bởi Thánh Linh mà gặt sự sống đời đời. Như vậy chúng ta cần phải gieo ở trong Thánh Linh. Gieo trong Thánh Linh là gì? Làm sao để chúng ta có thể gặt hái được cuộc sống phước hạnh và thỏa lòng, không thiếu bất cứ một điều gì? Làm sao để chúng ta có thể làm được công việc gieo vào trong Thánh Linh? Làm như thế nào? Anh chị em, bằng cách chúng ta sử dụng thời giờ của mình với thời gian của chúng ta. Nhiều cơ đốc nhân không phát triển bởi vì họ không
đem lời của Chúa, mang lời của Chúa và nhận lời của Chúa vào trong cuộc đời của mình. Chúng ta không gieo trong Thánh Linh ở trong công việc này. Và chắc chắn chúng ta có những công việc cần làm hàng ngày như chúng ta đi làm vân vân. Nhưng chúng ta không nên để nó chiếm hết thời gian của chúng ta. Có một đời sống kỷ luật và chúng ta có những cái quyết định học cho chúng ta có thể có nhiều thời giờ hơn để gieo vào trong những công việc mà nó sẽ đem lại lợi ích cho chúng ta. Chúng tôi gieo vào trong Thánh Linh bằng cách học lời của Chúa, đọc lời của Chúa, suy gẫm lời của Chúa để chỉnh đốn đời sống của mình. Giống như một người trước khi chơi cái nhạc cụ mà mình chịu trách nhiệm ở trong một cái ban đại hòa tấu, thì chúng ta thấy rằng họ phải lên dây đàn của họ. Nên cho em có nghe những cái buổi nhạc hòa tấu, nhạc thính phòng, thì chúng ta sẽ thấy những thời giờ ban đầu nó in ỏi và khó chịu lắm. Người thổi kèn thì họ cũng làm nóng và chỉnh để thì cái chỗ mà họ thổi được ở trong vị trí chính xác. Họ cho khi họ thổi thì nó đúng theo như cái nốt nhạc. Những người chơi đàn vì cái nhiệt độ có thể thay đổi từ trong xe, từ trong ở bên ngoài của cái phòng, ở trong cái môi trường đó, và vào trong nhiệt độ ở trong phòng đó có thể nó đã được điều hòa. Thì bây giờ phải chỉnh cái dây đàn của mình cho nó chính xác. Thì cũng vậy anh chị em, khi chúng ta đến với Chúa, chúng ta ăn nuốt lời của Chúa cho đời sống của chúng ta và để lời của Chúa là tiêu chuẩn của Chúa, sẽ giúp cho chúng ta lên dây đàn của mình để chúng ta có thể chơi một bài nhạc thật là tốt đẹp. Cho nên thì giờ mà chúng ta dành với Chúa tỉnh nguyện, thu nhận lời của Chúa vào trong đời sống của chúng ta như linh lương cho chúng ta, thì nó rất là quan trọng cho đời sống của chúng ta. Hãy cho tâm linh của chúng ta có cơ hội để ăn nuốt lời của Đức Chúa Trời. Hãy cho tâm linh của chúng ta được phước hạnh trong sự tương giao với Ngài, và để chúng ta có thể gây dựng mình ở trong đức tin, không phí nhiều thời gian cho những điều không đáng, mà tập trung đầu tư thời giờ của chúng ta vào ở trong công việc của Chúa. Anh chị em, nếu chúng ta dành 15 phút mỗi ngày mà chúng ta đọc Kinh Thánh, thì một năm chúng ta có thể đọc xong cả quyển Kinh Thánh từ Sáng Thế Ký cho đến Khải Huyền. 15 phút một ngày thôi, không có nhiều. 15 phút đó, nếu chúng ta nhìn lại trong cái thời giờ mà chúng ta thức, trừ ra 7-8 tiếng đồng hồ gì đó mà anh chị em ngủ, thì 15 phút ở trong ngày của chúng ta có thể có được. Vì nhiều khi chúng ta đã phí phạm cho những thứ không cần thiết nhiều giờ đồng hồ, chứ không phải chỉ là 15 phút mà thôi. Cho nên sắp đặt thứ tự lại một cách tốt đẹp ở trong đời sống của chúng ta. Vì chúng ta càng gieo trong Thánh Linh chừng nào, chúng ta càng đem lời của Đức Chúa Trời vào trong đời sống chúng ta chừng nào, khi chúng ta còn dành thời giờ để tương giao với Chúa và cầu nguyện nhiều chừng nào, thì chúng ta sẽ thấy đến lúc cần thì lời của Chúa sẽ tuôn đổ ra ở trên đời sống của chúng ta. Tôi nhớ khi mới tiếp xúc với một chức vụ, ông vừa làm một sứ âm nhạc, vừa làm một cái chức vụ được giao cho trách nhiệm để hướng dẫn nước Mỹ này cầu nguyện. Thì ông đã chia sẻ với tôi điều rất là quan trọng. Phải đọc lời của Chúa, nhất là Thi Thiên. Để khi cầu nguyện trong chiến trận, cầu nguyện ở trong lời của Chúa, thì khi chúng ta đọc lời của Chúa, chúng ta như là chúng ta thu nhặt và chuẩn bị sẵn sàng những viên đạn lời của Chúa. Và khi đúng chỗ, đúng lúc, thì những lời mà chúng ta đã chuyển vào trong chúng ta mở miệng ra, thì chúng ta thấy lời của Chúa bắt đầu tuôn đổ ra. Hãy hình dung nếu chúng ta có súng, không có đạn, thì chúng ta thấy rằng chúng ta bị thiệt thòi rất là nhiều. Nhiều người cầu nguyện, nhưng mà chúng ta không có lời của Chúa, thì cái sự sống và sự cầu nguyện của chúng ta nó cũng bị giới hạn rất là nhiều. Cho nên hãy gieo vào trong Thánh Linh, dành thời giờ để chúng ta đem lời của Chúa vào trong đời sống của chúng ta. 15 phút một ngày, đọc một vài chương Kinh Thánh. Một năm chúng ta sẽ đọc xong cả cuốn Kinh Thánh, ít nhất là một lần. Cảm ơn Chúa. Bước thứ ba, bước đi trong Thánh Linh bằng cách chúng ta dâng hiến thân thể của chúng ta như một của lễ sống cho Chúa. Tuần rồi chúng ta nhấn mạnh đến phần này rất nhiều. Và hôm nay tôi xin nhắc lại để anh chị em chúng ta nhớ cái bước này rất là quan trọng. Nó nói lên chúng ta
giao cho Chúa, nó nói lên chúng ta dâng cho Chúa cuộc đời của chúng ta như thế nào, nó nói lên chúng ta tôn trọng Chúa như thế nào, bước đi trong Thánh Linh bằng cách chúng ta dâng hiến thân thể của chúng ta như một của lễ sống. Roma chương 12 câu 1 câu 2. Vậy thưa anh em, bởi sự thương xót của Đức Chúa Trời, tôi nài xin anh em dâng thân thể mình làm sinh tế sống thánh khiết và đẹp lòng Đức Chúa Trời. Đó là sự thờ phượng phải lẽ của anh em. Đừng khuôn rập theo đời này, nhưng phải được biến hóa bởi sự đổi mới của tâm trí mình, để phân biệt đâu là ý muốn tốt đẹp, vừa lòng và trọn vẹn của Đức Chúa Trời. Khi chúng ta nghe những câu này, chúng ta thấy là một cái sự cam kết rất lớn. Đúng như vậy, chúng ta dâng đời sống của mình, dâng thân thể của mình như là một của lễ. Và của lễ thì chúng ta biết rằng khi dâng lên thì con sinh tế mà được đặt ở trên bàn thờ đó thì là của lễ toàn thiêu. Và có một sự khác biệt ở tại đây, đó là chúng ta phải dâng cho Chúa một cách trọn vẹn trong lúc chúng ta vẫn còn sống. Cho nên dâng thân thể mình làm của lễ sống và thánh đẹp lòng Đức Chúa Trời là như vậy. Cảm ơn Chúa. Đức Chúa Giêsu, Ngài đã chuẩn bị xong để giúp cho chúng ta. Ngài hiến thân thể của Ngài làm của lễ sống. Và chúng ta có thể nhận được phúc lợi của việc Chúa Ngài hiến thân thể của Ngài, để chúng ta cũng có thể kinh nghiệm được phước hạnh và sự sống của Chúa một cách đầy tràn trong đời sống của chúng ta. Hãy gạt những thứ của thế gian sang một bên. Bởi vì chúng ta bây giờ là dòng dõi thánh, chúng ta dâng thân thể mình làm của lễ sống và thánh, thì chúng ta cần phải gạt bỏ, gạt sang một bên những điều mà chúng ta có thể đã từng sinh hoạt. Nay chúng ta chọn những hoạt động, bạn bè hoặc là thói quen không phù hợp với Chúa là điều tốt nhất cho cuộc sống của chúng ta. Chúng ta cần quyết tâm làm công việc này. Như tôi chia sẻ với anh chị em, tôi ngày xưa là một người thích pha trò và là một cái cây cười trong nhóm của các bạn. Nhưng mà một ngày kia tôi quan sát và thấy những điều này nó không ích lợi. Mình có thể pha trò và khiến cho người ta cười một cái đó, nhưng mà nó nguy hiểm vô cùng. Nếu những lần mà tôi đứng ở trên bục giảng mà anh em cũng nghĩ là tôi đang pha trò, thì lời mà tôi nói nó sẽ không còn có giá trị như đáng phải nói. Vì Chúa bảo khi chúng ta, người rao giảng lời của Chúa phải rao như rao lời sấm truyền của Chúa. Cho nên Chúa ấy cắt giảm bớt xuống, nghe nhiều hơn nói. Đó là một cái quyết định, đó là một sự lựa chọn. Bởi vì tôi muốn mình có một cái môi miệng được dạy dỗ, một cái lưỡi được dạy dỗ, một cái môi miệng được dạy dỗ, và sẵn sàng để công bố những gì Chúa Ngài ban cho để nhiều người có thể nghe được. Chọn gạt những thứ của thế gian này sang một bên. Thứ hai, vân phục sự công bình chứ không phải đi theo xác thịt. Sở dĩ người ta phạm tội rất giỏi là bởi vì người ta bỏ nhiều thời giờ để thực tập nó. Như tôi từng chia sẻ với anh chị em, không có người nào lần đầu tiên uống rượu mà thích hết đó. Tôi nhớ lần đầu tiên uống một cốc rượu. Và các anh em ở tại Việt Nam chúng ta còn nhớ, khi chúng ta uống cái ly rượu đầu tiên đó, thì chúng ta thấy nó cay mà nó khó chịu, mình phải khè. Tại vì không giữ nó hết, nó nóng lắm. Nhưng mà uống riết rồi thì chúng ta thấy rằng người ta bắt đầu người ta pha chế ra thêm những cái thức uống khác, những cái cocktail, pha thêm cái này cái kia, trở nên điêu luyện. Hút thuốc lá cũng vậy. Hút cái, rít cái hơi thuốc lá đầu tiên là sặc sụa, có nhiều khi là ho và đổ nước mắt ra. Nhưng mà tập luyện và sử dụng nó nhiều rồi đó thì là điêu luyện đến cái chỗ là hít vào một hơi, thở ra khói chữ O, rồi thở thêm, thổi ra thêm một chữ O khác, đi xuyên qua cái chữ O đầu tiên trước mình đã thổi ra. Tại sao người ta có thể trở nên điêu luyện đối với tội lỗi như vậy? Bởi vì người ta dành nhiều thời gian. Huống chi là việc công bình, anh chị em. Hãy đầu tư, vâng phục và để cho Chúa Ngài hướng dẫn hơn là chúng ta làm những công việc theo xác thịt. Thứ ba, khi chúng ta đưa ra những quyết định hàng ngày, chúng ta quyết định mặc lấy Đức Thánh Linh mỗi ngày giống như cách chúng ta mặc áo khoác. Lột bỏ con người cũ. Chúng ta thấy cái chữ lột bỏ tại đây. Mặc vào. Xin Chúa Ngài giúp đỡ để chúng ta sẽ làm công việc như vậy ở trong đời sống của chúng ta. Có những lúc chúng ta phải làm như là một cái hành động để nhắc nhở chính mình.
lột bỏ con người cũ, mặc vào con người mới ở trong ơn của Chúa, trong quyền năng của Ngài. Tôi khuyến khích anh chị em hãy có những lời nhắc nhở chính mình và công bố khi chúng ta đứng ở trước gương mỗi buổi sáng. Chúng ta có thể nói với Chúa và công bố như điều này: lại Cha, con dâng thân thể của con như là một cuộc lễ sống và thánh được Ngài chấp nhận. Vì đây là sự thờ phượng phải lẽ của con dâng lên trước mặt Ngài, sự thờ phượng thiêng liêng của con dành cho Cha. Nhân danh Chúa, chúng ta truyền lệnh cho cơ thể của mình phục tùng người tâm linh của mình. Chúng ta xin Chúa Ngài dạy dỗ lại Cha, theo như Hebrew chương 12 câu 1 câu 2: con vứt bỏ mọi gánh nặng và tội lỗi dễ vân vân, để con có thể kiên trì chạy cuộc đua được bày ra trước mặt con. Rồi hướng về Chúa Giêsu là đấng là tác giả và là đấng thành toàn đức tin của con. Nhân danh Chúa Giêsu, con nắm quyền kiểm soát thân thể của mình, xác thịt của mình. Hãy nói với cơ thể, với trí óc: ngươi không có quyền để ra lệnh, để bảo ta phải làm gì hoặc suy nghĩ gì. Để ta chọn dâng cho Chúa. Hỡi con người tâm linh, hãy đứng lên và kiểm soát thân thể của mình. Còn thể xác và linh hồn, hãy phục tùng thánh linh của Chúa. Khi chúng ta chọn và chúng ta công bố thành lời như vậy, anh chị em có biết là các tế bào của chúng ta nó cũng có trí nhớ và nó có khả năng để nó nghe không? Sức mạnh của lời công bố chúng ta cũng rất quan trọng. Chúng ta nói ra, thoát ra khỏi miệng của mình, lỗ tai chúng ta nghe được, đưa vào trong bộ nhớ của chúng ta. Và những gì chúng ta gieo, chúng ta mang vào đầy dẫy trong đời sống của chúng ta, thì nó sẽ đem lại kết quả. Nên hàng ngày hãy chọn làm công việc, mình quyết định giao đời sống của mình cho Chúa kiểm soát là như vậy. Cảm ơn Chúa. Bước thứ tư, bước đi trong thánh linh hàng ngày bằng cách cầu nguyện trong thánh linh. Roma chương 8 câu 26 nói: cũng vậy thánh linh giúp đỡ sự yếu đuối của chúng ta, vì chúng ta không biết mình phải cầu nguyện điều gì cho đúng. Nhưng chính thánh linh dùng những sự thở than không thể diễn tả bằng lời mà cầu thay cho chúng ta. Cảm ơn Chúa, cầu nguyện trong thánh linh là một điều hết sức là kỳ diệu. Mà chỉ những ai đã được báp-têm trong Đức Thánh Linh, được ân tứ này và biết sử dụng, mới có thể thấy được sức mạnh và giá trị. Và tôi tin rằng ma quỷ rất sợ con cái của Chúa hiểu và sử dụng cái chìa khóa phước hạnh này mà Chúa ban cho chúng ta. Cho nên ngay từ thế kỷ đầu tiên, nó đã khai thác để có những lệch lạc, có những ý kiến sai lầm về ân tứ này. Và tôi khuyến khích anh chị em là những người con cái của Chúa có thể chưa kinh nghiệm, anh chị em bình tĩnh để nghe điều này. Có một số những cái đề tài, một số việc mà khi được nêu ra, chúng ta thấy cái phản ứng mà chúng ta nhiều khi chúng ta nhìn lại, chúng ta thấy rằng thật là lạ lùng, tại sao họ phản ứng mạnh đến như vậy trong thế giới của Cơ Đốc giáo của chúng ta, nhất là người Việt Nam của chúng ta, thì không có một cái sự phản ứng nào mạnh cho bằng khi chúng ta nêu lên vấn đề là con rồng, là con rắn năm xưa, là ma quỷ. Thì tôi thấy có những mục sư là mặt của họ bừng đỏ lên và họ cãi như là họ chưa bao giờ cãi, chứ đều có thể đánh nhau được. Vì ma quỷ không bao giờ muốn chúng ta nhận diện nó một cách chính xác. Nhất là người Việt Nam chọn mình là con rồng, cháu tiên. Và đó là con cái của Chúa rồi, chúng ta đọc lời của Chúa thì lời của Chúa nói với chúng ta rằng ban đầu Đức Chúa Trời dựng nên trời đất và muôn vật. Đức Chúa Trời dựng nên loài người theo ảnh tượng của Ngài, giống như Ngài. Nếu chúng ta để các câu kinh thánh đó còn ở trong Sáng Thế Ký chương 1, thì chúng ta không thể nào chấp nhận cái thân phận mình là con cháu của rồng được. Anh chị em thấy. Nhưng tại sao có những con người họ luôn cả là mục sư, luôn cả những người ở trong giáo hội, đụng đến con rồng một cái là như là đụng đến tổ tiên, đụng đến cái gì đó nó rất là quý trọng đối với họ, mà họ có thể đổ máu được.
một đề tài khác, cái phản ứng cũng không kém, đó là nói tiếng lạ và cầu nguyện trong tiếng lạ. Tại sao có một sự phản ứng hết sức là lạ như vậy, trong khi Chúa Giê-xu nghe nói họ dùng tiếng mới mà nói? Và Cô-rinh-tô thứ nhất chương 12 nói đến đó là ân tứ Chúa ban cho. Tôi tin rằng bởi vì có một bàn tay ở phía sau, nó tìm đủ mọi cách để ngăn trở. Và nó biết rằng khi một người con Chúa biết cầu nguyện ở trong Thánh Linh và trân quý điều này, để rồi có thể sử dụng sự cầu nguyện trong Thánh Linh một cách thường xuyên mỗi ngày, dành một thời gian để cầu nguyện, đem lại nhiều lợi ích, thì nó nguy to, cho nên nó tìm đủ một cách để nó ngăn trở. Nó chụp cho cái mũ. Ai nói tiếng lạ là tà giáo. Trong khi đó tiếng lạ có nói đến ở trong Kinh Thánh. Rồi người ta đổ cho tiếng lạ là của quỷ, rồi vân vân, đủ một thứ. Trong khi đó là sự ban cho của Thánh Linh của Chúa. Đó là dấu lạ cặp theo những kẻ tin. Xin Chúa cho chúng ta đi, chúng ta sáng suốt đủ để chúng ta nhìn thấy. Cho tôi chia sẻ với anh chị em, khi chúng ta cầu nguyện trong Thánh Linh sẽ làm được rất nhiều điều cùng một lúc. Cho nên tôi khuyến khích anh chị em, để chúng ta có thể bước theo Thánh Linh và nhận được sự dẫn dắt từ nơi Ngài, mỗi ngày phải dành thời giờ để chúng ta cầu nguyện trong Thánh Linh. Cầu nguyện trong Thánh Linh nó như là sạc điện và củng cố tâm linh của chúng ta. Người nói tiếng lạ gây dựng chính mình. Người nói tiên tri gây dựng hội thánh của Chúa. Anh chị em, chúng ta cần phải gây dựng chính mình để nó được mạnh mẽ, để chúng ta có sức thiêng từ nơi Chúa, để chúng ta sẵn sàng được đưa và sử dụng. Như là sạc pin điện cho chiếc điện thoại di động của chúng ta. Nó hết pin không xài được. Xin Chúa cho để chúng ta thấy được lợi ích này. Thứ hai, cầu nguyện trong Thánh Linh sẽ cho phép chúng ta vượt qua sự yếu đuối của xác thịt và thắng được bất kỳ thói quen xấu nào. Thì khi chúng ta gây dựng mình mạnh mẽ, chúng ta có thể nói không, chúng ta có thể khước từ những sự cám dỗ. Thứ ba, cầu nguyện trong Thánh Linh sẽ làm cho bạn dễ dàng hơn để nhận được từ Chúa và giữ những gì bạn đã nhận được. Cảm ơn Chúa. Dễ dàng hơn để chúng ta nhận được từ nơi Chúa và có ơn, có sức của Chúa để có thể giữ được những điều mình đã nhận. Thứ tư, cầu nguyện trong Thánh Linh củng cố khả năng của bạn để có thể chống lại ma quỷ. Đó là lý do tại sao nó rất sợ. Nó khai thác bằng nhiều cách khác nhau, từ những tiếng nói ở bên trong, để chúng ta thấy rằng người ở trong cùng một niềm tin, luôn cả trong Cơ Đốc giáo, lại tấn công những sự ban cho mà Đức Chúa Trời Ngài ban cho qua Thánh Linh để trang bị cho hội thánh của Chúa, để ai nấy đều được lợi ích chung. Khi chúng ta gây dựng chính mình mạnh mẽ, chúng ta sẽ có khả năng để chúng ta chống trả lại ma quỷ. Thứ năm, cầu nguyện trong Thánh Linh sẽ khiến con người bên trong của chúng ta trỗi dậy ở trong nghịch cảnh. Khi chúng ta mạnh mẽ, chúng ta mới có thể trỗi dậy được. Khi nghịch cảnh đến, chúng ta có sức thiêng từ nơi Chúa ban cho để chúng ta có thể đứng vững và chúng ta tiếp tục tấn lên ở trong ơn của Chúa. Thứ sáu, cầu nguyện Thánh Linh sẽ tiết lộ cho tâm linh chúng ta những điều mà bình thường chúng ta sẽ không bao giờ có khả năng để chúng ta có thể biết được. Vì lời của Chúa nhắc nhở cho chúng ta, Cô-rinh-tô thứ nhất chương 14 câu số 2, vì người nói tiếng lạ không nói với loài người mà nói với Đức Chúa Trời, nên không ai hiểu được, bởi người ấy nói những điều màu nhiệm trong Thánh Linh. Cảm ơn Chúa. Tuyệt vời quá các anh chị em, khi chúng ta hiểu được điều này. Cái đó có nói ở trong Cô-rinh-tô thứ nhất chương 14 sao mục sư? Đa số chúng ta trước đây đã từng bị dạy sai. Khi người ta nói rằng Phao-lô cấm nói tiếng lạ. Ở đâu? Ở trong Cô-rinh-tô thứ nhất chương 14. Không, ông nói rằng đừng ngăn trở chi vì việc nói tiếng lạ. Ông không cấm. Ông chỉ giúp đỡ để hội thánh tại Cô-rinh-tô hoàn chỉnh những điều lệch lạc khi họ sử dụng ân tứ không đúng chỗ và không có trật tự. Chính ông đã nói tôi nói tiếng lạ nhiều hơn hết thảy anh em. Nói chính xác, đúng chỗ, đúng lúc và đúng mục đích, đúng mục tiêu. Gây dựng chính mình và nói những điều quyền nhiệm ở trong Thánh Linh. Cảm ơn Chúa, thật là tuyệt vời. Cho nên chị em xin Chúa trong danh Đức Chúa Jesus Christ
tôi phá vỡ tất cả những đồng lũy, những điều dạy sai, những điều mà anh chị em đã bị người ta nhồi nhét ở trong tư tưởng của chúng ta, làm cho chúng ta đề kháng với công việc của Đức Thánh Linh và ân tứ, đặc biệt là ân tứ cầu nguyện trong Thánh Linh này. Xin Chúa ban phước trên chúng ta. Khi chúng ta bước vào và cầu nguyện trong Thánh Linh, Chúa Thánh Linh có thể dẫn dắt chúng ta. Ngài có thể ban phước trên đời sống của chúng ta. Cảm ơn Chúa vì khắp nơi, nơi nào mà sự thăm viếng ban phước của Chúa và ân tứ Đức Thánh Linh được tuôn đổ, và con cái của Chúa sử dụng, chúng ta thấy họ kinh nghiệm những điều siêu nhiên, sự dẫn dắt của Chúa một cách rất là lạ lùng. Cái câu chuyện kể của một hội thánh nhóm lại, nơi đạo của Chúa bị bắt bớ, họ phải nhóm lại ở tại Tư Gia. Ở tại Trung Quốc thì người ta phải nhóm lại ở trong những cái chỗ như là hang đá vân vân. Một hội thánh này mỗi lần họ gặp nhau thì bị công an đến bắt giải tán và lập biên bản họ. Vì có một người đã được chính quyền gài vào để báo tin cho họ biết. Và sau một vài lần như vậy thì vương mục sư, ông đã khuyến khích anh chị em sử dụng ân tứ của Chúa. Ông tuyên bố rằng địa điểm buổi nhóm sắp đến của chúng ta, tôi sẽ không cho biết nó ở đâu. Xin anh chị em nhờ cậy Chúa Thánh Linh để Ngài dẫn dắt. Hẹn gặp lại anh chị em tại điểm nhóm đó. Và câu chuyện kể là lạ lùng thay. Thời gian và địa điểm mặc dù không được thông báo, nhưng đến buổi gặp mặt sau đó, mỗi người, nhiều người như một người, đã xuất hiện đúng chỗ. Vì những ai tháp vào ở trong dòng chảy và sự dẫn dắt Đức Thánh Linh, Ngài chỉ cho họ biết cái điều tạm gọi là bí mật. Bởi vì cái người báo tin, người anten đó chắc chắn là không có sự dẫn dắt của Đức Thánh Linh rồi, chứ không biết cái địa điểm đó ở đâu. Mà nhiều sự dẫn dắt khác của Chúa, những việc siêu nhiên xảy ra khi những người có ân tứ tiếng lạ và nhận biết giá trị của việc cầu nguyện trong Đức Thánh Linh. Giu-đe có 20 nói rằng hãy gây dựng đức tin của anh em lên trên nền tảng rất thánh bằng cách cầu nguyện trong Thánh Linh. Cũng giúp đỡ cho chúng ta được mạnh mẽ ở trong Chúa là như vậy. Cảm ơn Chúa. Xin Chúa Ngài giúp đỡ để chúng ta có thể kinh nghiệm được những phước hạnh này. Và bước thứ 5, chúng ta cần bước đi trong Thánh Linh bằng cách chúng ta vâng theo sự dẫn dắt của Đức Thánh Linh. Chúa Giê-xu nói điều này ở trong Giăng chương 10 câu số 4. Khi đã đem chiên ra hết, thì người chăn đi trước, chiên theo sau, vì chiên quen tiếng người chăn. Đức Thánh Linh luôn luôn phán dạy chúng ta. Vấn đề của chúng ta ở tại đây, đó là chúng ta có quen với tiếng phán của Ngài hay không? Chúng ta sẽ không quen với tiếng phán của Chúa nếu chúng ta không dành thời giờ để chúng ta nhận lời của Đức Chúa Trời là lời của Chúa đã chép thành văn tự. Là lời mà Thánh Linh có thể sử dụng, vì lời của Đức Chúa Trời là gương của Thánh Linh. Chúng ta sẽ không nhận được phước hạnh và sự dẫn dắt của Đức Thánh Linh nếu chúng ta không gieo trong Thánh Linh. Nếu chúng ta không dâng thân thể của mình như một của lễ sống và thánh ở trước mặt Chúa. Và chúng ta cũng không thể kinh nghiệm được nếu chúng ta không bước đi trong Đức Thánh Linh bằng cách chúng ta cầu nguyện trong Thánh Linh. Bây giờ chúng ta học bước đi bằng cách vâng theo sự dẫn dắt của Chúa, vì chúng ta nghe tiếng phán của Chúa. Trong gần 40 năm, 4 thập niên chúng tôi học về Chúa, nhất là từ lúc bước đi trong ân của Chúa, ở trong ân tứ của Chúa, bước theo Thánh Linh, thì chúng tôi có thể nói với anh chị em rằng chỉ cần một lời phán dẫn dắt của Chúa thì những nan đề của tài chính, của sức khỏe, của hôn nhân, của gia đình của chúng ta có thể được Chúa Ngài dẫn dắt chúng ta giải quyết được hết. Vấn đề mà cái tình trạng của nó có bế tắc như thế nào đi nữa trong hôn nhân, trong sức khỏe, trong tài chính của chúng ta, chỉ cần Chúa phán một lời thôi có thể thay đổi hoàn toàn. Cảm ơn Chúa. Có những lời khôn ngoan, lời tri thức mà Chúa Ngài ban cho khi chúng tôi phục vụ các anh chị em.
lời đó đúng lúc đúng người thì nó là một cái chìa khóa để mở ra những gì đã là một cái lực ẩn giấu khiến cho hôn nhân, khiến cho đời sống, luôn cả đời sống tài chánh gặp trở ngại. Nhiều lần Chúa Ngài ban cho trong lời tri thức từ nơi Chúa, trong ơn của Ngài chúng tôi nghe tiếng phán của Chúa, trong lúc cầu nguyện, trong lúc giúp đỡ những người có nhu cầu, thì đáp ứng được nhu cầu đó. Khi chúng tôi cậy nhờ ơn của Chúa và nhận tiếng phán của Chúa một lời, biết cái gốc rễ của căn bệnh này nó đến từ đâu, mà cầu nguyện và giải quyết một cách chính xác, người ta nhận được sự chữa lành. Cảm ơn Chúa. Anh chị em nhớ, khi chúng ta nghe được tiếng phán của Chúa thì sự khôn ngoan thiên thượng sẽ chỉ dẫn chúng ta để chúng ta phá sập những đồng lũy, chúng ta có thể giải quyết những vấn đề căn nguồn của nó, tận gốc rễ. Thì việc sẽ được giải quyết. Bình thường trong việc tư vấn, trong việc giúp đỡ, chúng ta thường là giải quyết những vấn đề ở trên ngọn, trên cành. Nhưng mà bởi sự dẫn dắt của Chúa, Thánh Linh Ngài có thể chỉ chúng ta biết tận gốc rễ, và khi chúng ta giải quyết tận gốc rễ, sẽ giải quyết được tất cả. Cảm ơn Chúa. Làm thế nào để chúng ta có thể liên lạc với Chúa, để chúng ta có thể có những câu trả lời như vậy? Đó là nhờ chúng ta lắng nghe tiếng nói của Chúa Thánh Linh. Ngài luôn luôn phán với chúng ta, công việc của chúng ta là hãy học bước đi ở trong Chúa Thánh Linh. Chuẩn bị đời sống của mình, không để cho tội lỗi cai trị, nhưng chọn sống một cuộc sống. Thân thể của chúng ta dâng cho Chúa như một cuộc lễ sống và thánh, đẹp lòng Đức Chúa Trời. Và Chúa Ngài bảo với hội thánh của Chúa tại thành Roma qua là thư của sứ đồ Phaolô, để thử cho biết ý muốn tốt lành, đẹp lòng và trọn vẹn của Đức Chúa Trời là như thế nào. Ý muốn tốt lành, đẹp lòng và trọn vẹn của Chúa cho mỗi đời sống của chúng ta là lớn vô cùng. Cho nên hãy dâng thân thể của mình, đời sống của mình như là của lễ sống và thánh, đẹp lòng Đức Chúa Trời. Đó là sự thờ phượng phải lẽ nhất của chúng ta. Đừng làm theo đời này, nhưng hãy biến hóa theo sự đổi mới của tâm thần mình, để thử cho biết ý muốn tốt lành, đẹp lòng và trọn vẹn của Đức Chúa Trời là như thế nào. Ý muốn tốt lành, đẹp lòng và trọn vẹn của Chúa cho mỗi đời sống của chúng ta là lớn lắm. Hãy chọn bước theo Thánh Linh để đời sống của chúng ta có thể kinh nghiệm được phước hạnh ở trong ơn của Chúa. Câu hỏi mà chúng ta cần đặt ra là bạn có muốn đi bao xa trong bước đi của mình với Chúa? Nếu chúng ta chỉ muốn đi với Chúa mỗi tuần một lần khi chúng ta đến nhà thờ để thờ phượng, tôi muốn nói với anh chị em rằng bước đi đó quá ngắn. Vì Chúa Ngài muốn hướng dẫn cho chúng ta 24 tiếng đồng hồ trong ngày, 7 ngày trong tuần. Và chúng ta chờ cho đến khi đến nhà thờ để được ban hát dẫn giúp chúng ta thờ phượng. Chờ đến nhà thờ để mục sư cho chúng ta một bữa ăn thuộc linh. Thì cả tuần chúng ta đói, đói lạ. Chúng ta cần gieo trong Đức Thánh Linh để chúng ta có thể thu hoạch sự sống đời đời và bước đi trong ân quyền của Chúa. Vì nếu chúng ta suốt tuần chúng ta dành thời giờ chúng ta cứ gieo trong xác thịt, thì anh chị em thấy rằng chúng ta cũng sẽ gặt ở trong xác thịt. Nếu chúng ta dành thời giờ chúng ta càng gieo nhiều chừng nào trong Đức Thánh Linh, thì chúng ta sẽ càng gặt được trong Thánh Linh nhiều chừng đó. Rồi phước hạnh nó cứ chồng chất lên, và sẽ là điều mà một ngày chúng ta sẽ nói như vừa David. Khi chúng ta có Chúa dẫn dắt chúng ta, thì nhiều phước hạnh xảy ra. Tổng kết luận Chi Thiên 23, phước hạnh và sự thương xót của Chúa sẽ theo tôi. Phước hạnh và sự thương xót của Chúa sẽ đi theo, sẽ đeo đuổi David. Vì ông có Chúa dẫn dắt ở trong đời sống của ông. Xin Chúa ban phước để chúng ta sẽ chọn bước đi với Chúa, đồng hành với Chúa và đi thật xa. Bất cứ nơi nào Chúa Ngài sai phái chúng ta, hãy có quyết định và chọn lựa. Vì tôi nghe một số người họ nói rằng tôi sẽ đi đến nơi này nơi kia để truyền giáo. Cũng có những người đến và nói rằng tôi muốn được phong chức để làm mục sư. Và tôi nhìn họ và hỏi bạn đang làm gì ở trong cuộc sống của mình mỗi ngày. Thì tôi nói với người trẻ đó,
Nếu mà tại đây, tại thành phố này, mình có đủ một thứ phương tiện và cuộc sống của mình có biết được nhiều việc ở trong thành phố, ở trong cái cuộc sống hàng ngày của mình, mà mình không truyền giáo được, thì mình đi đến một cái nơi xa, bất đồng ngôn ngữ và thiếu thốn đủ mọi thứ, thì làm sao mình có thể bắt đầu được? Hãy bắt đầu ngay tại chỗ, ngay ngày hôm nay. Để rồi khi Chúa ngày ban phước trên chúng ta trải nghiệm Chúa ơn của Ngài, chính Chúa ngày sẽ sai phái chúng ta, và lúc đó đặt ở đâu chúng ta cũng có kết quả hết, vì chúng ta bước đi với Thánh Linh của Chúa. Cảm ơn Chúa. Muốn hầu vì Chúa, nhưng mà không bỏ những điều ngăn trở. Cố chấp không tha thứ cho ai đó. Không ngừng xem những cái phim ảnh, những điều không đẹp lòng Chúa. Không dành thời gian cho Chúa hàng ngày. Chúng ta còn nhớ Phi-e-rơ. Khi Chúa báo rằng sẽ có người bắt Chúa vì có người phản Chúa. Và Chúa nghe báo trước rằng khi người ta đánh người chăn thì bầy chiên sẽ tản lạc. Chúa báo trước về sự thương khó của Ngài. Thì Phi-e-rơ đã hùng hồn nói với Chúa: con sẽ đồng sống đồng chết với Ngài. Nhưng chúng ta thấy khi Đức Chúa Giê-xu, Ngài chỉ yêu cầu ông rằng hãy thức canh và cầu nguyện với ta một giờ, thì chúng ta thấy rằng ông đã ngủ thiếp đi. Và khi Chúa trở lại thấy ba môn đồ thân tín nhất của Chúa đang ngủ, Chúa đánh thức họ dậy. Và Chúa nói hãy chiến đấu với ta một giờ đồng hồ. Thì chúng ta thấy rằng họ cũng lại ngủ nữa. Chúa ngay lần thứ ba trở lại, vẫn thấy là họ không chiến đấu được với Chúa. Trước chuyện đó Chúa chỉ yêu cầu là hãy thức canh và cầu nguyện với Chúa. Thì Phi-e-rơ không làm nổi, mặc dù ông có một cái ước mơ rất là lớn, đó là con sẽ chết với Ngài. Con sẽ không bao giờ bỏ Chúa, con sẽ không bao giờ chối Chúa. Rất dễ thì chúng ta cũng sẽ giống như Phi-e-rơ. Cái ước mơ của chúng ta là một việc, và việc khi xảy ra thì nó khác nhau hoàn toàn. Nghĩ là nó không quan trọng ngay bây giờ, nhưng mà cái kết quả của nó về sau sẽ rất là lớn. Vì đường lối của Chúa cao hơn đường lối của chúng ta. Ý tưởng của Chúa cũng cao hơn ý tưởng của chúng ta. Vì ý tưởng của Chúa không phải là ý tưởng của chúng ta. Chúa nghe hướng dẫn. Có những công việc chúng ta làm đúng, chính xác, mặc dù cái việc đó đối với chúng ta lúc đó là việc nhỏ, nhưng một thời gian sau chúng ta nhìn lại, chúng ta thấy nó nhỏ nhưng mà nó lại làm điều then chốt. Hãy để Chúa Ngài hướng dẫn chúng ta mỗi ngày. Hãy công bố điều này mỗi ngày: tôi sẽ nghe tiếng của người chăn nhân lành, và tiếng của người lạ tôi sẽ không đi theo. Hãy để tâm lòng của chúng ta lắng nghe và học cho bằng được, nghe tiếng phán của Chúa Thánh Linh để chúng ta đi theo Ngài, vì chúng ta là chiên của đồng cỏ Ngài. Cảm ơn Chúa. Ngài dẫn dắt, Ngài ban phước, Ngài hướng dẫn chúng ta. Đời sống của chúng ta chắc chắn sẽ được phước và kinh nghiệm Chúa, để rồi chúng ta có thể giúp đỡ cho nhiều người. Đời sống của chúng ta bước đi trong Đức Thánh Linh, và chúng ta biết gây dựng chính mình một cách mạnh mẽ, thì sẵn sàng lúc bất cứ lúc nào chúng ta cũng có thể được đưa vào sử dụng. Như tôi nói với anh chị em, có những giây phút mà những cánh cửa cơ hội mở ra một cách bất ngờ. Nhìn lại cảm ơn Chúa là con có sự chuẩn bị buổi sáng đó. Con cảm ơn Chúa vì con đã dành thời giờ để tiếp thu sự ban cho từ nơi Chúa, ân quyền của Ngài. Và bây giờ con có thể phục vụ một cách hiệu quả trong ơn của Chúa. Và đó là điều mà tôi muốn khuyến khích anh chị em. Ghép cuộc đời của chúng ta vào đúng trong cái vị trí để chúng ta nhận được sự hướng dẫn từ nơi Chúa, chúng ta có thể nghe được tiếng phán của Chúa, bởi vì chúng ta chọn bước đi trong Thánh Linh chứ không bước theo xác thịt. Thì khi cánh cửa cơ hội Chúa mở ra, chúng ta có thể bước qua cánh cửa cơ hội đó, và bên kia là những cuộc đời được giúp đỡ. Và nhiều khi cả một gia tộc, cả một thành phố, cả một vùng của đất nước được ảnh hưởng bởi những gì mà chúng ta nghe sự dẫn dắt từ nơi Chúa. Cảm ơn Chúa. Xin Chúa ban phước để anh chị em sẽ được thành công và chiến thắng trong mọi việc chúng ta làm. Khi chúng ta thực hiện 5 bước này để chúng ta bước đi trong Thánh Linh, thì sẽ không có giới hạn cho những điều gì chúng ta có thể đạt đến.
vì Thánh Linh quyền năng của Chúa khi Ngài dẫn dắt công việc mà chúng ta giao cuộc đời của chúng ta trong sự kiểm soát và đầy dạy của Đức Thánh Linh, Ngài có thể làm xuyên qua chúng ta. Như hình ảnh tuần rồi mà tôi chia sẻ với anh chị em, như cái găng tay, nếu không có bàn tay trong đó thì nó rất là yếu mọn. Nhưng mà cái găng tay được lồng vào bằng bàn tay của một người khỏe mạnh, hay là một lực sĩ, thì chúng ta sẽ thấy cái sức mạnh của nó lớn vô cùng. Cảm ơn Chúa. Hãy dùng cuộc đời của chúng ta trong tay của Chúa để Thánh Linh Ngài sẽ lồng quyền năng của Ngài, sự sống của Ngài, chính mình Ngài vào ở trong thân thể của chúng ta, đời sống của chúng ta. Cái gì Đức Thánh Linh Ngài có quyền năng để làm, chúng ta sẽ thấy thể hiện xuyên qua cuộc đời của chúng ta. Và đặt mục tiêu mỗi ngày hoàn chỉnh hơn trong sự đầu phục và chọn bước đi theo Chúa Thánh Linh. Chúa sẽ ban phước và sử dụng anh chị em cho vinh quang của Ngài. Hallelujah. Cho đời sống của chúng ta ngay tại đây trên đất này được Chúa Ngài sử dụng, đại dụng và tận dụng chúng ta cho vương quốc của Chúa, cho sự vinh quang của Ngài. Cảm ơn Chúa cho tôi được cầu nguyện cho anh chị em. Cho cái điều chúng con đến trước mặt Chúa trong thời gian này, tạ ơn Chúa vì kế hoạch tuyệt vời của Ngài để giúp đỡ chúng con. Thánh Linh, con cảm nhận được sự dẫn dắt của Chúa trong buổi tối hôm nay. Xin những điều mà được bày tỏ ra sẽ tác động trên từng anh chị em của chúng con là những người đang theo học ở trong thời gian này. Để con tin rằng Chúa Ngài muốn tìm những con người sẵn lòng để Chúa Ngài giáng trên mặt lấy quyền phép để chúng con trở nên những nhân chứng hiệu quả cho Chúa. Chúng con đang tìm những khí cụ sẵn sàng phó mình ở trong tay của Chúa. Chúng con đang tìm những con người dâng thân thể mình làm của lễ sống và thánh đẹp lòng Đức Chúa Trời. Xin Chúa tự do hành động xuyên qua chúng con. Để bởi công việc của Ngài, quyền năng của Ngài làm việc xuyên qua đời sống của chúng con. Và người thân thương trong gia đình của chúng con, của anh chị em chúng con sẽ được ảnh hưởng. Rồi toàn gia đình của chúng con sẽ được ảnh hưởng. Rồi cả gia tộc của chúng con sẽ được ảnh hưởng. Khu xóm của chúng con cũng sẽ được ảnh hưởng. Vì Chúa có được những thân thể, những cuộc đời giao trọn ở trong tay của Ngài để Chúa có thể hành động và làm việc xuyên qua những cuộc đời đó. Chúng con dâng thân thể chúng con, đời sống chúng con cách tươi mới ở trong tay của Ngài. Là Chúa xin liên tục kiểm soát và đầy dẫy trong chúng con. Dạy dỗ dẫn dắt, hành động, làm việc ở trong chúng con và xuyên qua chúng con. Để muôn người được phước, chúng con cảm ơn Ngài. Cảm ơn Chúa và chúng con thành kính cầu nguyện. Trong danh Chúa Giêsu Christ. Amen. Mình xin Chúa Ngài ban phước anh chị em nhận được những chìa khóa các bước này. Và anh chị em lần bước theo, hãy chuyển tải giảng bài mà Thầy Thiện Dũng giúp đỡ cho chúng ta có được. Và anh chị em xem lại, anh chị em học những câu kinh thánh này rồi thực hành. Có thể lúc đầu chúng ta còn dụng về, còn mới. Nhưng hãy thực hành. Rồi chúng ta sẽ điêu luyện. Chúng ta sẽ có một cuộc sống bước đi với Chúa như là chuyện tự nhiên mà trước đây chúng ta đã từng bước theo xác thịt. Bây giờ chúng ta có thể bước theo Thánh Linh một cách tự nhiên như vậy vì chúng ta quen thuộc. Chúng ta chọn để Đức Thánh Linh kiểm soát chúng ta hoàn toàn. Chúa ban phước cho anh chị em và sẽ gặp lại anh chị em trong các buổi nhóm kế tiếp của VBC Houston. Xin Chúa ban phước trong ơn của Chúa đối với các con gái của Chúa thuộc về VBC Houston, các con gái của Chúa ở xa. Nhớ rằng cuối tuần này chúng ta có các buổi nhóm bắt đầu với tối thứ sáu tốt lành. Chúng ta sẽ nhóm nhau lại. Mục sư Sam Huỳnh sẽ chia sẻ lời Chúa tối đêm đó. Để chúng tôi giao cho mục sư Sam công tác này. Và chính tôi sẽ thông dịch từ tiếng Anh sang tiếng Việt để chúng ta có thể cùng theo dõi. Mục tiêu của chúng tôi là mở nhiều cánh cửa để anh chị em có thể sử dụng để mời bạn hữu của mình đến để họ cũng có thể được phước của Chúa. Và Chủ nhật Phục sinh chúng ta sẽ vẫn có hai lễ, lễ tiếng Anh vào 9 giờ sáng và lễ tiếng Việt vào lúc 11 giờ sáng. Đối với các anh chị em ở xa muốn đồng hành và tiếp tay với chúng tôi, hãy lấy cái thiệp mời của VBC Houston được đăng ở trên Facebook. Anh chị em có thể share, có thể phổ biến để nhiều người cũng có thể có cơ hội
để vào tham dự và được phước của Chúa. Vì chúng tôi tin rằng mùa phục sinh này, theo như sự mặc khải của Chúa cho nhiều đầy tớ của Chúa, sẽ có một bứt phá rất lạ lùng trong linh giới, mà chúng ta sẽ thấy kết quả lớn lao xảy ra ở trong ơn của Chúa. Hãy tận dụng những cơ hội và những phước hạnh này để chúng ta cùng nhau hầu vị Chúa và mở rộng biên cương nước của Ngài. Chúc bình an. Shalom. Quý thính giả xem, nhớ bấm đăng ký kênh và nhấn rung chuông để không bỏ lỡ videos mới nhất ra hàng ngày. Xin cảm ơn.